Ok, thì hồi nãy các bạn cũng thấy là mình đã làm ra một cái thang máy khá là hay. Ok, và hôm nay mình sẽ chỉ các bạn làm thang máy trong Minecraft PE nha. Ok, thì mình không biết Minecraft PC có áp dụng được không, nhưng mà mình nghĩ Minecraft PC được á, nhưng mà mình nghĩ là mấy bạn mod là được rồi. Ok, tiếp nha. Giờ mình khỏi cái hàng, giờ các bạn khỏi con mod, các bạn vẫn có thang máy quay chứ. Ok, thì bây giờ trước tiên các bạn sẽ lấy cho mình một cái comment block, một khối bất kỳ mà các bạn yêu thích, được một cái nút. Dạ. Ok, các bạn lấy những thứ này cho mình chưa? Ok, nếu các bạn lấy rồi thì các bạn sẽ chuyển nhà, mình sẽ chỉnh ngoài cái góc nhìn này các. Ok. Rồi. Thấy làm cách làm cực kỳ đơn giản luôn. Đây, bạn muốn làm nó kiểu nào cũng được. Đó, ví dụ mình làm cái dài đó. Rồi. Đó, là ok, lý. Ok. Bây giờ mình sẽ kéo cái này đây. Và mình đặt một cái comment block vào đây. Ok, rồi bạn xây thế nào cũng được. Đó, các bạn canh cái tọa độ. Chịt. Đó, các bạn canh cái tọa độ. Các bạn canh cái tọa độ, ví dụ như vậy. Đó, các bạn ghi cái tọa độ. Bạn phải bật tọa độ lên. Đó. Đó, rồi các bạn nhìn cái tọa độ này rồi các bạn ráng. Các bạn ráng nhớ, rồi các bạn ghi vô. Ok. Đấy, mình để các bạn lên bài này. Mình quay lại cho mình một lần sau rồi đi với sư đánh nhấn lên đó. Rồi, xin nhận được xem sớm nhé. Ok, bây giờ bye bye.